Rồi, xin chào mọi người. Thì mình sẽ tiếp tục cái mục tiếp theo là hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo mới và làm việc hiệu chỉnh cái lưới chuột nha các bạn. Thì các bạn nên lưu một cái file template bất kỳ. Thì mình sẽ vào, thứ nhất là vào một cái level đây. Thì tạo mới thì nó sẽ có cách tạo mới như sau. Thì các bạn sẽ vào cái thanh toolbar đấy, vào cái thanh toolbar, các bạn kích vào cái phần này đấy. Thì cái này nó cho phép các bạn tạo mới và có cái tham số là tên của lưới chuột đây. Thì cái tên này á thì nó cho phép là nó sẽ nhảy tự động nếu các bạn tạo mới ở cái lưới chuột tiếp theo đấy, thì nó sẽ nhảy các bạn đấy. Thì nó cho phép mình hiệu chỉnh tên lưới chuột đó. Thì các bạn đấy, thì các bạn kết vào nè đấy, các bạn kết nấp vào, hoặc là các bạn chỉ kích vào và chữa trực tiếp trên đây nè đấy, dù này là A chẳng hạn đấy. Thì khi các bạn giả thử các bạn tạo mới, giờ mình sẽ ô đi đấy, nó sẽ nhảy ra là B nè đấy, thì nó sẽ auto nha các bạn đấy. Thì cái phần lưới chuột này nó sẽ liên quan như sau. Thì các bạn bây giờ mình sẽ nói như thế này, rồi mình sẽ vào cái phần thứ nhất là sẽ vào cái edit file nha. Rồi khi mình edit file các bạn thì nó sẽ có các bạn ở đây, nó sẽ có những cái mục cơ bản các bạn cần chú ý. Thứ nhất là cái ký hiệu, cái đầu lưới chuột nha các bạn. Thì nó cho phép mình có thể là hiệu chỉnh hoặc là tạo một cái theo ý muốn của mình và mình load nó vào, nó là một cái family đấy. Thì dạng hợp bây giờ mình để lên cho bạn coi nè, thì nó sẽ mất thấy không đấy. Rồi trường hợp là thấy không đấy, mình để cái bật bật luôn đi đấy, nó sẽ coi. Ok, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là mình sẽ nói là cái màu, thì nó cũng cho phép mình hiệu chỉnh màu, vô mình chỉnh màu đi đấy, apply màu. Thứ ba á là nó cho phép mình hiệu chỉnh cái loại nét nha các bạn đấy, hai bạn lưu ý không. Sẽ nói thằng center region này, center region này nè đấy, thì các bạn lưu ý nha, thằng center region á là nó nãy mình để trên senior đúng không, nó liên tục là nói cho các bạn. Đây, các bạn lưu ý thằng center region nè, thì nó là cái khoảng ở giữa nè các bạn. Đấy, khi các bạn đưa này là đấy, center region nè, đấy. Để cho các bạn coi lại. Để bây giờ mình đưa vào cái phần kích tập đi, kích tập thì sẽ nhảy ra thêm hai cái bình nè các bạn. Đấy, đó, cái phần màu chẳng hạn. Đấy. Đây, bạn lưu ý nha, để ý không, để nó nhảy không, center đấy là cái điểm nè, thấy không đấy. Rồi nó cho mấy mình chỉnh độ dày nét. Rồi rồi mình sẽ bỏ qua phần này, khi không 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 được cái phần này mình ít xài đó, mình sẽ mình nâng đi thì nó sẽ mất. Rồi mình sẽ nói là cái phần tiếp theo là cái phần này các bạn, simple blend này các bạn. Thì cái này á là cái đầu, điểm đầu và điểm đuôi các bạn đấy, các bạn lưu ý nha. Khi mình tích bỏ tích vào cái này luôn thì nó cho phép mình hiển thị ở hai đầu đấy. Đấy, cho phép hiển thị ở hai đầu, các bạn lưu ý như thế. Rồi cái phần tiếp theo á mình sẽ nói về cái phần này ra. Thì phần top với lại phần bottom đây nè, thì nó nói như thế này là khi không phải trong cái mặt bằng á, thì cái ký hiệu, cái đầu lưới chuột á thì nó sẽ nằm ở trên hay dưới, hay là cả hai, hay là không có. Thì trong trường hợp giả sử là mình sẽ tạo mới một cái thằng mặt cắt đi, nó là không phải là nó không phải là mặt bằng, là non blend đó các bạn đấy. Thì mình sẽ vào view các bạn, mình sẽ tạo cái section nha. Thì trong trường hợp này khi mình tạo cái section này nè, mình cắt ngang qua đúng không, rồi mình cắt ngang qua đi đấy. Thì hiện tại cái hàng lưới chuột này á nó nói là nó sẽ hiện cái đầu lưới chuột nè nằm phần top, các bạn lưu ý. Thì các bạn thử vào nè đấy, đấy đấy sẽ bằng phần top không các bạn đấy. Thì các bạn khi thông thường các bạn hay vẫn để nó nằm ở dưới, thì các bạn chỉ việc kích vào nó, các bạn hiệu chỉnh đấy đấy, để phần bottom đấy, apply đấy, thấy không. Rồi thì mình sẽ nói cái phần tiếp theo, thì mình sẽ làm một level. Thì cái hàng lưới chuột này nó cũng cho phép mình đắp lưu khay ra nhiều loại các bạn đấy đấy. Thì các bạn có thể hiệu chỉnh nhiều loại lưới chuột, thì nó ví dụ như là trong đó có sẽ
có hai loại lưới trục mà nó phụ sẽ phụ thuộc với những cái hạng mục và những cái gì đó, nó những là cái công trình mà các bạn muốn, thì có thể các bạn sẽ tạo nhiều cái lưới trục trong một đấy, nó là hai cái à, trong một cái dự án, thì cái chuyện đó là chuyện bình thường rồi. Thì cơ bản thì cái phần lưới trục mình sẽ nói luôn cái phần này đây. Khi các bạn nha, bạn lưu ý nha, khi kích vào phần lưới trục á, nó sẽ hiện cái chữ 3D lên đấy. Thì cái 3D này nó cho phép mình á, nếu mình kích vào đây nhảy thành 2D thì nó cho phép mình kéo cái lưới trục đó, thì cái lưới trục đó nó chỉ chạy ở trong một cái mặt bằng mà hiện hành mà các bạn đang làm việc thôi đấy. Còn nếu trong trường hợp các bạn kéo trở về nè, đấy đấy, nó sẽ ăn lại, nó nhảy lên 3D. Thì trong trường hợp này nó vẫn thị trường 3D nha các bạn. Khi nó kéo á, thì tất cả các plane á, tất cả các mặt bằng á, nó đều chạy theo, thì các bạn lưu ý như thế. Thì có những cái mặt bằng mà các bạn muốn cái lưới trục mình nó ngắn hơn thì bắt buộc các bạn phải làm thủ công thế này đấy, kéo đấy đó. Cái đó là cái lưu ý khi các bạn sử dụng cái lưới trục. Rồi mình sẽ nói luôn cái phần này. Ê, trong trường hợp này mình tạo mới hai cái level chẳng hạn, thì các bạn lưu ý nha, khi cái thằng lưới trục mình á, thì thông thường á, tại vì mình làm một dự án thì lúc nào mình sẽ cũng để new một cái level mới cả, level trước khi là mình tạo mới cái lưới trục. Thì trong trường hợp mà các bạn mà trong trường hợp giả sử đi, mình giả sử là trong trường hợp mình giả sử mình xóa hết nha các bạn, không giờ mình giả sử đi. Thì trong trường hợp các bạn mà mới bắt đầu dự án, các bạn nhảy vô các bạn vẽ lưới trục luôn á, thì các bạn lưu ý cho mình, thì cái phần lưới trục của mình á vào một số mặt bằng á thì nó sẽ không thấy. Trong hợp thì nó thấy thì lý do là như thế này, mình sẽ qua bằng nói các bạn đấy đấy. Trong trường hợp này đấy đấy, trong trường hợp các bạn lên level 3 các bạn không thấy, thấy không, không thấy hai cái lưới trục này không, đó chính là cái lý do mà rất nhiều người khi vào một cái dự án mà cứ cứ tạo những cái lưới trục trước thì đó đó là cái lý do đấy bạn. Đây cái lý do này. Có nghĩa là cái lưới trục của bạn á, nó chưa vượt qua cái giới hạn tầng, thì bắt buộc những cái level đó mà các bạn kích vào á là sẽ không bao giờ các bạn nhìn thấy cái lưới trục đó. Thì bắt buộc các bạn phải vào cái phần noise này các bạn, và vào cái phần elevation này các bạn kéo một cách thủ công đấy. Thì các bạn lưu ý như thế. Rồi thì cái bài hôm nay thì mình sẽ rút gọn hay hôm nay thôi. Rồi chào mọi người.